Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cùng các bạn cái non bộ đá tuyết hoa tự nhiên trên cây 1m05 nhé các bạn. Đây cái cây này là trên 1m thì khi đi thi thì nó sẽ đưa vào non bộ chung các bạn. Thì non bộ này với hòn đá với kích thước cao là khoảng trên 60, hòn đá này là hòn đá nguyên khối các bạn, độ cao là nguyên khối luôn, trên 60. Thì những hòn đá lớn của tuyết hoa mà cái hòn lớn như vậy thì nó thật sự là còn hiếm lắm bạn, gần như không còn luôn. Thì mình chữ được mấy hòn là mình lên cái non bộ này để chơi các bạn. Thì cái hòn này mình được thiết kế với là rời không dính liền vào cây, để khi mà di chuyển thì mình có thể tách thay và non bộ riêng ra, hoặc là khách không thích thì có thể là dùng cái cây khác các bạn, thì nó vẫn là ok. Sau khi mà mình làm xong cái hòn non bộ này và mình đã có gắn cả dưới đáy các bạn, gắn xi măng dưới đáy cho nó chắc, và hòn rời thì mình phải làm nó công phu hơn là mình làm liền. Rồi sau khi mình làm xong, bây giờ mình sẽ tiến hành để mình trồng cây và mình gắn thác, gắn máy để làm thác các bạn, có này có thác nước chảy. Thì bây giờ mình sẽ test thử cái độ di chuyển trên cái khay thay đổi cục cho các bạn xem. Rồi, ok, mình đã trồng cây xong nha các bạn. Mình trồng cây, bây giờ mình sẽ tiến hành mình gắn cái máy là máy bơm vào sau để mình bơm nước này cho các bạn xem. Đây mình trồng một số cây là linh sam Tân Phú các bạn, hạt gạo Tân Phú và một số cây cỏ rồi rong chân châu rồi là cỏ rong muống các bạn, nó linh tinh các loại cỏ cây nhỏ nhỏ để mình tạo thành giống như kiểu ở trên máy bay mình nhìn xuống các bạn, là những nó thảm rêu, là những cánh rừng các bạn, mình thu nhỏ trong những cỏ cây trên lá đá, rồi mình chen những cây cổ thụ, những cây rừng ở trên cao nhìn xuống. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình cái máy bơm cho các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ dùng cái máy này mình gắn các bạn. Cái máy này mình mua là 60k. Cái máy này các bạn có thể thấy này, nó là có hai cái đầu ra là máy bơm hồ cá các bạn. Đây một cái đầu nó dài ra ngoài này là mình cắt bỏ đi, mà giữ lại cái đầu ngắn thôi. Và mình dùng băng keo bịt lại để nước nó không có ra đầu này mà nó bắt một ra đầu này. Thì cái, ở đây nó có cái búp bê các bạn. Búp bê nó bằng nhựa rọ đấy, thì thường để nó chắn rác, mình tháo bỏ luôn và nó có một cái đầu ngắn bằng này. Thì mình cắt bỏ luôn các bạn, cắt sát cái trục này luôn, cắt sát trục này luôn để chi vậy? Để cho khi mà mực nước nó chỉ có bằng này các bạn, mực nước chỉ 1cm hoặc dưới 1cm, cái máy này nó vẫn hút được. Nếu các bạn để sâu thì nước không bao giờ hút được, nó sẽ đi vào cái khe nhỏ này. Còn cái khe kia là nó sẽ tròn, nó bít luôn, nó không vào được các bạn. Đặt xuống như vậy thì nó không có nước, không qua khe nó hút vào được. Mình làm như vậy thì nước sẽ hút vào, với đối với những khe siêu cạn như vậy các bạn, nó cực cạn như vậy nhưng mà nước vẫn chảy ok. Thì đây cái cách này mình có hướng dẫn chi tiết cách cắt và chế cái máy này ở trên cái kênh của mình các bạn. Các bạn có thể vào đấy xem lại. Bây giờ mình sẽ tiến hành gắn máy cho cái non bộ này. Đây các bạn, đây là cái hộp máy này. Đây là cái hộp của cái máy mình che đi mà mình sẽ tháo ra cái máy vào đây. Các bạn có thể thấy là đây là chiếc gắn máy ở đây này. Ở đây nếu mà các bạn muốn cho nước nó nhiều hơn ấy, các bạn có thể khoét một cái lỗ chỗ này, các bạn khoét sâu xuống
sâu xuống dưới đây này, sâu xuống dưới này các bạn. Để các bạn đặt máy thì nước nó sẽ về rất là nhanh. Ở đây thì mình làm rời thì mình chưa có đục cái lỗ các bạn. Các bạn thích có thể đục lỗ vào đây. Giờ mình sẽ gắn vào đây nha các bạn. Gắn xong các bạn sẽ dùng cái này, các bạn lắp lại. Đó. Thì khi mình thay máy á, mình rút ra nước vô nó không có bị vướng các bạn. Lắp lại và mình nó có nằm di động các bạn, nằm rồi cơ động. Rồi bây giờ mình sẽ gắn máy và test nước thử các bạn. Rồi, ok, mình đã gắn xong máy các bạn và mình đã cho nước chảy. Bây giờ mình sẽ quay cận cảnh các bạn xem nhé. Cái núi đằng xa các bạn, đi qua một khe núi. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy đăng ký kênh để xem những video chia sẻ mới nhất từ mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.